Xin chào các bạn. Gần đây thì cái nhu cầu làm các cái chữ triện để làm trong các cái khu lăng mộ, trong các cái văn bia ở nước ta thì cái nhu cầu đang tăng. Mình cũng nhận thấy nhiều bạn hỏi về cái chữ triện này, cho nên hôm nay mình hướng dẫn. Nói là hướng dẫn thì cũng không đúng, nhưng mà nói chuyện một số cái vấn đề về chữ triện trong cái thiết kế. Vấn đề thứ nhất đó là các cái phong cách thiết kế. Ở đây thì có hai phong cách chính, đó là một là chữ triện được thiết kế trong đúng hình tròn. Bố cục chữ thì có thể là bốn chữ, bốn phần, chia hình tròn là bốn phần và các chữ cái được sắp xếp thành bốn phần, hoặc là năm như ở chữ này, chữ sự nghiệp này thì chữ nghiệp rất là nhiều chữ cái, 3, 4, 5, 6 chữ cái, và ở đây chia làm bố cục năm phần thì các cái chữ cái nó sẽ hơi hẹp. Ở đây là chữ trưởng, trong những trưởng thành cũng là 6 chữ cái và được chia làm 4 phần. Ở cái trong chữ Việt thì nó có khó cái là các cái dấu sẽ làm tăng cái kích thước của các cái chữ cái lên, và việc bố cục chữ sao cho đẹp sẽ khó. Ở đây thì mình nói sâu một chút về cái bố cục của cái chữ, các cái chữ mà khi mà gặp là nhiều chữ cái thì các bạn phải phân tích được là các bạn theo cái phong cách bố cục mấy phần. Ví dụ ở đây là 4 phần thì các bạn phải chia ra, ví dụ như chữ Nguyễn này thì các bạn chia chữ N và chữ G là ghép thành cặp, U và Y thì ghép thành cặp. Đó. Thì ở đây giống như trong cái bảng chữ cái này mình cũng có mẫu, một số cái mẫu chữ G này. Đấy, rồi chữ N, N ghép trong chữ NG này. Thì các bạn ghép nó vào thôi. Và để ý là cái phần các bạn chia thì có thể dùng cái công cụ cái thước này. Bạn chia nhớ là còn khoảng cách các cái chữ cái nữa thì phải đều nhau. Đấy, các bạn thấy là chia thành 4 phần, 1, 2, 3, 4 phần, và giữa đó thì có cái khoảng cách chữ. Và cái phần trên này bạn đặt chuột vào đây, cũng giống như là ở cái thước gióng ở bên trái, các bạn đặt chuột vào đây, các bạn kéo xuống thì cũng được một đường gióng chữ. Đây các bạn thấy là cái đường gióng nằm ngang và đường gióng thẳng đứng, nó nằm ngang là ở giữa hình tròn. Đó. Ở đây thì là đang nói về cái việc là bố cục các cái chữ mà có nhiều chữ cái. Các bạn có thể tham khảo cái cách bố cục như này. Thứ hai là cũng khó, đó là những cái chữ mà có ít chữ cái. Đấy, ví dụ như chữ sự, chữ vạn, chữ thọ, chữ vợ, chữ con, vân vân. Ở đây là chữ sự chẳng hạn. Đó. Chữ sự. Đây, chữ sự có 2 chữ cái thì các bạn cũng phải bố cục làm sao cho nó hợp lý. Ví dụ như là chia hình tròn thành 2 phần. Rồi các bạn dùng chữ bạn ghép lại chẳng hạn. Ví dụ như thế. Rồi chữ ư. Chữ ư. Các bạn ghép lại. Thì sau khi mà ghép vào thì các bạn phải căn chỉnh để còn đặt dấu nữa. Thì cuối cùng cũng được. Đây là chữ nghiệp này cũng thế, các bạn chia làm mấy phần nó xếp vào thôi. Như chữ trưởng, trưởng thành,
Các bạn cũng phải chia ra, ví dụ như là chữ T đứng đầu này, là chữ R, Ư, Ơ, chữ N và chữ G đứng sau, các bạn cũng bố cục như thế. Nói qua về cái việc bố cục chữ như thế là chia làm 4 phần. Các bạn cái đường gióng này các bạn không phải lo, vì khi mà bạn vào trong cái phần quản lý lớp này thì các bạn có thể xóa một lúc hàng loạt cái đường gióng này, xóa hết đi. Và cái đường gióng này khi in nó sẽ không không hiện. Đây các bạn nhìn thấy cái hình con mắt này là nó gãy chéo cái máy in, có nghĩa là in ra nó không ra. Các bạn chọn tất, các bạn ấn delete rồi. Phong cách thứ hai nó là cái phong cách mà nó thiết kế bố cục thành ba phần, chia cái hình tròn, tạm gọi là hình tròn đi. Ở đây là nó hơi elip, nhìn thì có vẻ là nó hơi elip một chút. Elip hình elip một chút. Kích vào đây thì biết ngay cái kích thước của nó này, 21 và 17, tức là nó không tròn. Mẹ. Làm việc một tí xong thì các cái chữ này nó phù hợp với các cái chữ mà nó có ít chữ cái thôi. Ví dụ ở đây chữ đến ngàn thu chẳng hạn. Đến ngàn thu thì chữ đến, chữ ngàn, là chữ cõi, chữ về, phụng thờ, thì cũng bố cục như thế. Là các bạn chia cái hình tròn này, tạm gọi là hình tròn elip này. Kéo nó ở dưới ra. Tức là ta bố cục là ta sẽ chia nó thành ba phần bằng nhau, sau đó là các chữ ghép vào. Và chú ý để mà cho nó đẹp ấy, thì các cái các bạn để ý các cái khoảng cách các cái chữ này nó sẽ nó gióng vào so với cái chữ ở giữa này, làm chuẩn đường gióng nó sẽ nằm ở giữa hình tròn. Bạn xem chữ phụng này thì cái khoảng cái này cái đường gióng giữa này, các bạn căn chỉnh cho nó càng vào giữa thì nó chữ nó sẽ càng đẹp. Ví dụ thế, để đây mình ví dụ thôi. Đây là ví dụ, cái hình này nó chưa được hoàn chỉnh lắm cho nên nó hơi méo méo một chút thì không không sao cả. Đây là để nói chuyện thôi, chứ còn để mà thiết kế cho nó đẹp thì phải mất thời gian căn chỉnh cho nó cân đối, cho nó đẹp. Như thế thì hôm nay mình nói là các cái phong cách về chữ triện và các cái khó ở trong cái việc mà thiết kế chữ triện. Tóm lại, cái khó thứ nhất đó là khi gặp các chữ mà có nhiều chữ cái. Thứ hai là gặp các chữ mà có ít chữ cái quá cũng khó. Hai là về phong cách thì có hai phong cách, là một là chia hình tròn làm 4 phần,
các cái chữ sắp xếp theo 4 phần, và thứ hai là chia hình tròn làm 3 phần. Cái cầu chia làm 3 phần và nhớ là các cái nét chữ là phải căn chỉnh cho nó độ dày nó bằng nhau thì nó sẽ cân đối và đẹp. Ở đây nó còn các cái dấu nữa, các cái dấu ở trong chữ nữa thì cũng phải tùy cơ mà sắp xếp thì nó phù hợp. Xin chào các bạn.